chưa hay là anh đã mang mặt trời đi mất. Cà phê đang thật đắng mà em phớt, khen rằng hương thật ngon dù em đây chỉ thích đồ ngọt. Tại sao hả? Thì tại vì anh đây sau ngày đẹp trai cute, thế mà em không thích họ lại gần đây và nghe này nói tiếng em chỉ thể nói nhỏ. Anh khen em xin và cá tin em lại bảo nó đúng còn nói to. Cà phê sáng sớm khiến em tin còn anh khiến em phải thấy đói o. Khi anh đang ngồi góc phố thường thấy em dưới xe tập phố, gần đi thì đi không gần đẹp được cà phê với em đi nhấp nhô. Đi với anh em cười hả hê như là thang gặp hả hê. Cả ngày nay đi sâu bỏ bên ôi chuyện tình tình đi cà phê. Mario chỉ kêu vào hot chido cà phê. Thế em ngồi ghế bên kia cứ đắm mắt vào tôi thôi ngại ghê. Chỉ đang tưởng tượng mà cứ phải che cái nụ cười cứ ngả nghiêng xuống. Oh god damn, em xin như thế thì làm sao mà tiếng anh không ngả nghiêng được. Yeah.